nó bật nhạc mẹ thôi. Bật 5 10 giây sao? Chị ơi không bật nhạc sai đâu con nhá. Vẫn mưa bạn ạ. Trời mưa suốt ngày. Con nó mẹ về rồi đây. Con mẹ của hạ đóng cửa rồi. Rồi. Nhưng mà mẹ nhá. Con đây mình mới. Đi lên nhà đi. Mấy đứa đi lên nhà đi. Nhà của em á. Đi lên nhà đi. Nghĩa là nó để một cái ấy cho một gốc cây nhá, xong nó khoét lỗ đi này. Cô Giang ở đây để ít phân vi sinh là cho phân hủy. Thế á? Hả? Thích nó nghỉ mà. Nghỉ đâu nghỉ 3 ngày.
Nó thằng trưởng ca là cứ thay nhau nghỉ mà. Làm 3 ngày nghỉ 3 ngày. Thế này còn bé rồi. Thì anh bảo mời em bơ sơi. Đang còn rồi.